Cho nên em nào nãy hỏi thầy á, mẹ con dụ con quy y. À, vậy mẹ con nói là bởi vì mẹ dụ là vì mẹ nói con quy y đi, là Phật phù hộ. Nhưng mà nói ra là Phật phù hộ cũng có đúng chứ. Ví dụ như bây giờ mà con học được pháp, con nhờ cái pháp đó mà con vượt bao nhiêu khổ, có phải Phật phù hộ không? Chữ phù hộ là Phật cho mình pháp môn để mình vượt khỏi thôi. À, ví dụ như giờ mình đang làm toán, tự nhiên ở đâu ai tới chỉ cho mình cái cách làm, mình cũng phải làm, nhưng mà người đó chỉ cho mình cách là phù, nó phù hộ mình rồi. Đó, mình hay gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu anh, đang lúc gặp khó khăn mà có một cái duyên gì nó đến giúp cho mình, đó là quá thù thắng rồi chứ gì nữa. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng đây, có từng đã từng là gặp lúc mình bế tắc nhất mà có một người này, một việc gì xảy ra tự nhiên giúp mình vượt không, thì nhớ lúc đó gọi là duyên thù thắng. Còn gặp những cái lúc nào mà cái việc đó nó xảy ra mà lẽ ra mình phải buông đó, nhưng mà nhờ Phật pháp, nhờ nhẫn nại mình vượt qua được khó khăn này, mình đã đi đến cái duyên thù thắng, nhưng mà chưa viên mãn thôi, rồi mai mốt lại gặp nữa, rồi lại thù thắng tiếp. Làm sao trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có nhiều cái duyên thù thắng như vậy. Trong nhiều khi mình đi giảng cũng vậy, mình đi giảng mà mình gặp được nhiều cái thuận lợi trong cái những cái lúc đi hoằng pháp hành đạo của mình, đó là mình biết rằng mình cũng có duyên thù thắng đó, chứ không phải bình thường đâu. Chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2019, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại tư gia của Phật tử Tuệ Hoằng và Tâm Xuân ở tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có ấm áp không? Quá nóng luôn. À, thưa đại chúng, lần này Pháp Hòa trở về đây đúng theo chương trình là Pháp Hòa sẽ có 2 ngày sinh hoạt ở chùa Bảo Phước ngày thứ bảy ngày mai và ở San Francisco ngày chủ nhật. Đây là bonus. Thì theo như chương trình thì Pháp Hòa có mặt ở tại San Jose này gần như một tuần. Nhưng mà bởi vì công việc rất là nhiều, ngày nào cũng từ sáng đến tối, rất là nhiều công việc mà mình phải lo, nhất là đi thăm bệnh, cũng như là hộ niệm, cầu siêu, vân vân. Thì có một bà cụ, lẽ ra thì Pháp Hòa đến đây thăm bà vì biết bà bệnh, sẵn dịp này qua thăm. Thì không ngờ là bà ra đi trước khi Pháp Hòa qua. Thì vậy cho nên rồi ở đây thì tang lễ chưa để thực hiện được mà phải đợi tới cuối tuần sau. Và ngày mai đây là đúng một thất của bà. Cho nên chiều ngày mai sau khi ở Bảo Phước rồi thì Pháp Hòa lại đến nhà để có thời kinh cho bà, để coi như là cầu siêu một thất cho bà. Thì chiều hôm nay đại chúng cùng về đây như mọi khi. Lần trước mình không có hẹn nhưng vẫn gặp ở tại chùa Bảo Phước 10 tháng 5. Và thì mỗi lần Pháp Hòa về lại đây thì lúc nào cũng được rất nhiều những cái tình thương của tất cả quý Phật tử, từ người lớn tuổi cho đến những người trẻ
ai ai cũng thương mến và dành cho Pháp Hòa nhiều cái cảm tình, nhiều cái sự giúp đỡ. Điều này Pháp Hòa rất là trân trọng và rất là biết ơn. Và lời đầu tiên là xin cảm ơn cũng như chúc lành cho tất cả đại chúng, đặc biệt là chiều hôm nay quý vị không quản ngại chiều cuối tuần đi làm về còn quy tụ về đây, và nhất là những vị ngồi giữa trưa hè nóng bức như thế này, thì thật là một cái điều an ủi vô cùng và một cái điều mà công đức rất là lớn. Xin cảm ơn toàn thể đại chúng và chúc lành cho tất cả quý vị. Thì chiều hôm nay thì Pháp Hòa nhớ là cách đây 4 năm, cũng là tháng 7, Pháp Hòa gặp quý vị ở tại đây, phải không? Thì quý vị biết là chúng ta đang ngồi ở đây là chúng ta đang ngồi trên một cái hồ. Trên này là một cái hồ bơi. Rồi gia chủ đã tận dụng bằng cách là đóng một cái sàn để cho tất cả chúng ta được ngồi ở trên chỗ này một cách thoáng rộng. Chứ nếu mà không lắp cái, không có làm một cái sàn ở trên cái hồ bơi này là mình thiếu một cái khoảng rất là lớn. Và nhờ như vậy mà chúng ta được ngồi ở đây. Vì vậy cho nên á, ở trong Phật Pháp á, chúng ta có một cái từ là duyên. Duyên nghĩa là điều kiện. Khi cái điều kiện nó đủ là nó sẽ có mặt. Và chúng ta sẽ thấy rằng á, khi một cái duyên này nó đến, và nếu với cái tu tập của chúng ta cũng có thể tạo ra nhiều duyên nữa để cho cái duyên này nó thù thắng hơn. Chúng ta thường gọi là duyên thù thắng. Duyên thì ai cũng có rồi. Pháp Hòa ví dụ như là hai vợ chồng gặp nhau, thương nhau, duyên chứ gì nữa. Nhưng mà hàng ngày mình sống với nhau, mình không quan tâm chăm sóc cho nhau, mình không để ý nhau, và thậm chí không chịu nhẫn nại với nhau. Bởi vì gặp nhau, quen nhau, dù có bao nhiêu năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm rồi mới đi tới lễ đám cưới, lễ kết hôn, cũng chưa hiểu nhau hết đâu. Tại vì tật của nhau nhiều lắm. Rồi về sống chung với nhau thì bắt đầu mấy cái tật đó nó đi ra. Mà nếu mà không nhẫn nại với nhau, không chịu nhường nhịn nhau, thì cái duyên này nó ngắn lắm. Nó có thể 1 năm là nó hết, 2 năm là hết, 3 năm là hết. Mà để cho cái duyên này nó đi tới cái chỗ thù thắng, nghĩa là gì? Là vượt trội một cách cốt ráo viên mãn, thì chúng ta cần phải nhiều những duyên nữa để cho cái duyên này nó thù thắng. Vợ chồng sống với nhau 40-50 năm mà còn được như thế này đó, là trong quá trình đó quý vị đã cố gắng tạo rất nhiều những duyên khác, chứ không phải bình thường. Ví dụ tới hồi sống với ổng mới biết ổng có cái tật hay khó khăn, mà nếu như mà mình không nhẫn nại thì cái duyên này tới đó nó hết. Cái nhờ cái mình đưa một cái duyên khác vô là thôi ráng nhịn. Rồi cái vì sao mà mình nhịn? Vì con là một duyên. Rồi vì gia đình, vì con cái, vì này vì kia, cho nên mình tạo mỗi thứ duyên vô để cho cái duyên vợ chồng này nó tới cái chỗ gì? Tới chỗ thù thắng. Quý vị hiểu ý vậy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói mình đi tu. Mình có duyên với Phật, mình đi tu là mới cái duyên mới kết thôi à. Nhưng mà trong quá trình gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà nếu mình không có cố gắng vượt á, thì cái duyên tu mình nó không thù thắng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi tu mà, rồi cái mình gặp huynh đệ ăn hiếp mình, tại vì thường có cái khuynh hướng là ma cũ ăn hiếp ma mới, phải không? Ta vô chùa cũng vậy, gì mấy bà không quả cũ hay ăn hiếp mấy bà mới. Ví dụ vậy đó. Thì nếu mà cái người mới mà không chịu khó nhẫn nại, thôi mình vô đây mình tu tập, thì cái duyên tu hành của mình nó không thể đi tới vượt được. Rồi quý vị mở cửa hàng làm ăn, mới ngày đầu làm sao có khách. Cho nên rồi nhiều khi rồi cộng thêm á, đã không có khách mà thỉnh thoảng gặp những người khách khó chịu, cũng phải nhẫn nại, cũng phải chịu khó, vân vân.
để làm cho cái cơ sở làm ăn mình đi tới cái chỗ dài hạn hơn, thù thắng hơn. Không có một người nào thành công trong thương trường mà không trải qua rất nhiều những khó khăn. Đến cái chỗ bây giờ cơ sở làm ăn phát triển tốt đẹp, đó là nhờ cái nhiều cái duyên đến cái chỗ thù thắng. Vậy thì quý vị thường nghe duyên thù thắng, phải vậy không? Thì cái duyên đó, cái duyên mới đầu là có rồi, nhưng nếu không cố gắng tạo nhiều duyên nữa để trợ cho cái duyên chính thì nó không thể thù thắng được. Bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa đến đây để thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng là chính. Rồi quý vị cũng đến đây vì muốn nghe Pháp là chính. Nhưng mà nếu như không có tạo cho một cái hoàn cảnh ngồi đâu cho nó thoải mái, rồi không có tạo cho một bữa ăn chiều, thì ngồi mà cái bụng nó đói quá thì cái duyên này nó cũng không thù thắng. Nghe câu được câu mất, còn câu kia nhớ món gì lát về ghé đâu ăn. Nhưng mà nhẽ mình no cái bụng rồi thì mình nghe Pháp thoải mái, mình ngồi được một cái chỗ nào an ổn mình nghe Pháp thoải mái, thì có phải là cái đó gọi là duyên thù thắng không? Như vậy thì cái duyên chính ai cũng có, nhưng mà nhớ là để trợ cho cái duyên chính này á nó tốt á, là mình phải tạo nhiều cái duyên phụ để cho cái duyên chính nó có kết quả tốt. Hạnh phúc vợ chồng là chính, thấy không? Vậy thì cái duyên gì để tạo hạnh phúc đó? Nhẫn nại nè, nhường nhịn nè, đôi khi á, chịu lép một chút nữa, đôi khi chịu lỗ một chút nữa, đôi khi chịu oan ức một chút nữa. Mình không chịu oan ức thì mình gây gỗ với má chồng cái cũng không vui, hay là mình gây gỗ với má vợ. Đôi khi trong cuộc sống mình có một chút hy sinh gì đó, duyên nào đó, để cho cái duyên chính mình là hạnh phúc được thù thắng. Thì xưa nay chúng ta nghe cái từ là duyên thù thắng. Thì duyên á ai cũng có hết á, nhưng mà có đến chỗ thù thắng hay không là tùy theo cái sự tu tập của chúng ta. Duyên ai cũng có đó. Ví dụ như hai người mình mơ, hai người bạn mới gặp nhau cũng là duyên nè. Xin số phone nhau rồi qua lại với nhau là duyên rồi. Nhưng mà ở chơi lâu bắt đầu biết chị này làm sao, chị nọ làm sao. Nhưng nếu không cố gắng vượt thì cái tình bạn này nó không có last long, thì nó không tới chỗ thù thắng được. Thì cái duyên này nó hết sớm. Còn mình cố gắng vượt thì tự nhiên cái duyên này nó đến chỗ thù thắng. Thì Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm lại coi, trong cuộc sống này mình đã từng sống bằng nhiều duyên khác để cái duyên chính của mình nó tới giờ phút này cho đến chỗ viên mãn không? Ở đây á, mình tu thì cũng có tinh tấn đó, nhưng mà phải thêm hai chữ dũng mãnh thì mới gọi là tinh tấn dũng mãnh. Dũng mãnh là sao? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đại chúng ở đây á, ai cũng tháng một hai ngày chay phải không? Rồi tinh tấn lắm á, coi lịch dữ lắm á, nhiều khi tới ngày dở lịch ra là đánh vô nghe, ngày chay vậy. Vậy mà bữa đó cái ngày rằm cái mình đang ngồi ăn chay, hay là mình đang ngồi niệm Phật cái tụng kinh, hay làm gì trong nhà đó, mấy đứa nhỏ đâu nó chặt miếng giòn rụm đem về, đi ngang nói, má không, má ăn chay. Rồi vô tới phòng cái nghỉ, không biết nghỉ làm sao á, đem ra đi thẳng xuống bếp cầm chén, để miếng lại cho má, mai má ăn. Cái này cũng là tinh tấn nhưng mà không dũng mãnh. Dũng mãnh là mình đâu phải là mình chưa bao giờ ăn cái món đó, mà tại sao trong ngày hôm nay là ngày chay mình ăn mà mình không có quên nó luôn đi. Mình nói một câu đó mình vô phòng luôn là yên rồi, quay trở ra cầm chén để cho má ăn miếng, mai 16 má ăn. Thì cái này cũng tinh tấn nhưng mà chưa dũng mãnh, nghĩa là mình chưa vượt qua được một cái cơn thèm, mặc dù mình đã ăn nó ngàn lần. Thế thì mình bị cái gì nó lôi? Cái ham. Cái ham mà trong ngũ dục gọi là tham ăn. Ăn tham nó có 5 loại: tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Thí dụ bây giờ mình để đồng hồ 5 giờ, 6 giờ mình dậy tụng kinh, rồi cái thì nó reo xong mình tắt cái đồng hồ đó, mình nói thôi kệ ráng chút nữa đi, có gì sáng nay ngồi thiền 15 phút thôi, thay vì thường tới nửa tiếng, bữa nay mệt quá, hồi tối đi nghe tu, đi pháp về 15 phút. Cúp cái đồng hồ xong rồi,
nó lút tới 7-8 giờ sáng luôn. Thành thử ra cái này không gọi là tinh tấn dõng mãnh. Rồi bây giờ mình nhịn người đó, mình nhịn người đó 1 lần, 2 lần, 3 lần, cái bữa đó tức quá phải sang tay nói nó 1 lần cho biết, thì cũng chưa gọi là dõng mãnh. Dõng mãnh nghĩa là mình phải vượt cho được một chút xíu đó mà lẽ ra mình làm được. Mình đã làm được mấy lần kia rồi mà bữa nay mình làm không được, thì cái gì gọi là dõng mãnh? Phải qua ví dụ như vậy để đại chúng thấy rằng từ ngữ trong Phật giáo chúng ta, tinh tấn là có, nhưng mà thêm hai chữ dõng mãnh thì thế nào là dõng mãnh? Duyên là có, nhưng thế nào là duyên thù thắng? Duyên thù thắng nghĩa là mình đừng bao giờ quên với tất cả các duyên. Hôm nay có một Phật tử, ông là không nghe Pháp, hồi nào giờ không nghe Pháp, đi chùa mà chở vợ đi là ngồi ngoài xe thôi. Tự nhiên một ngày nọ, bà vợ mở băng Pháp Hòa lên, ông này nói nghe được á. Mới nói với bà xã là nếu tôi quy y, thầy làm lễ tôi quy y. Trước khi Pháp Hòa qua đây, cô mới gọi cho Pháp Hòa, cô trình bày. Hồi chiều này, trong khoảng thời gian Pháp Hòa có được là 1 giờ đồng hồ, Pháp Hòa chạy tới nhà chú, quy y cho chú. Mà khi mà quy y cho chú trong lúc chú không được khỏe, lần đầu tiên trong đời mặc áo tràng, lần đầu tiên trong đời cầm một bao thơ phát tâm cúng dường, thì Pháp Hòa có nói với chú, mà trong khi chú phát tâm vậy, người nhà chú 4 người quy y luôn. Cho nên Pháp Hòa mới đặt pháp danh chú là Minh Duyên. Minh Duyên nghĩa là người có tạo cái duyên sáng cho người khác thấy ánh sáng đó mà nương theo. Thật tình á, Pháp Hòa không có muốn nhận cúng dường gì hết, nhưng mà vì chú nói đây là lần đầu tiên trong đời biết cầm bao thơ cúng, cho nên Pháp Hòa nhận. Pháp Hòa nhận là vì Pháp Hòa muốn chú gieo cái duyên này với Tam Bảo. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều có duyên hết á, nhưng mà chúng ta chưa đủ chánh niệm để nhận ra những cái duyên lành thiện trong đời mình có được. Rồi mình đôi lúc mình vì không chánh niệm đủ, mình đã làm hủy cái duyên đó, mình làm hư cái duyên đó. Mà lẽ ra duyên này nó phải thù thắng lắm, nó phải viên mãn lắm, nhưng mình không khéo. Vậy thì mình quy y Phật là nhận thầy giác ngộ, quy y Pháp là tìm ra cái phương pháp. Vậy phương pháp của Phật là phương pháp gì? Phương pháp chánh niệm để nhận ra các duyên trong đời này mình có được. Mà duyên đó là gì? Là điều kiện, chứ không có gì hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, nắng như vậy khó chịu lắm ạ. Nhất là em ngồi ngay đây mà chiều mai em về, em về là ở bển hỏi em mới đi miên về hả? Nhưng mà bây giờ giữa cái nắng với cái mưa chọn cái nào? Chọn nắng. Nắng Sài Gòn. Em đi mà chợt mát. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đôi khi trong cuộc đời mình phải đối với một duyên mà mình không có ưng, nhưng mà so ra duyên này với duyên kia, duyên này đỡ hơn. Đấy, bây giờ phải ngồi giữa một cái duyên nắng, nhưng mà duyên nắng nó vẫn khô ráo và dễ chịu hơn duyên mưa. Mà nếu phải gặp một cái duyên mưa mà mưa lâm râm đỡ hơn mưa tầm tã. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên mình đưa cái duyên của mình đi tới chỗ thù thắng bằng cách tư duy và quán. Thí dụ bữa nào á, mình ăn bữa cơm mà nó bình thường quá, nhưng mà mình biết rằng á, mình vẫn còn cầm đũa để mình ăn được một chén cơm này là cũng phước rồi đó. Và có những bữa mình không có cái gì để ăn nữa kìa, thành thử ra quán như vậy để mình thấy rằng có được ăn như vậy là quý rồi. Cho nên á, mình tập quán á, giữa duyên này với duyên kia, duyên này vẫn còn hơn nhiều. Mặc dù có thể mình không ưng lắm, nhưng mà mình phải thấy rằng nếu cuộc đời này á, cái gì mình cũng buông hết thì mình không được gì hết. Mặc dù biết cái gì tạm hết á, nhưng mà cái tạm này nó giúp cho mình được một cái gì thì cái tạm này vẫn hơn.
Ví dụ mình qua sông cần chiếc thuyền, chiếc ghe, biết rằng bước qua tới bờ là ghe bỏ lại. Nhưng mà từ bên bờ bên này muốn qua bờ bên kia mà không có chiếc ghe sao qua? Vậy thì phương tiện vẫn cần. Cho nên nói như vậy để rồi đại chúng thêm một cái tư duy, thêm một phương pháp tu nữa, đó là quán duyên, quán nhân duyên. Mà người mà có quán nhân duyên thì vô minh không còn. Mà vô minh không còn thì gì? Si mê không có. Cho nên trong cái giới tu thập thiện á, tham, sân, si. Tham thì dễ rồi. Hỏi làm sao hết tham? Bố thí nhiều một chút. Bố thí nhiều giảm tham. Làm sao hết sân? Quán từ bi nhiều một chút. Làm sao hết si? Quán nhân duyên. Quán nhân duyên của mọi việc, để rồi mở trí khai tâm, hết si mê. Nó trời ơi, tôi thấy thằng đó có gì đâu, nó thương. Tại mình không thấy thôi. Chứ nó thấy nó mới thương chứ. Nếu mà mình thấy rồi mình thương, hai đứa dành sao? Chứ nó thấy nó thương. Mà nếu mà nó không thấy là sao nó thương được? Chờ tại sao những đứa mình giới thiệu nó thằng này tốt nè mà nó không chịu? Tại vì nó không thấy. Người hiểu được cái nhân duyên, hết mê lầm. Cho nên á, hồi sáng này Pháp Hòa tới gặp một đứa nhỏ. Pháp Hòa nghĩ đứa nhỏ này giỏi lắm, là chừng 2 tuổi à. Nó hỏi Pháp Hòa một câu: ông thầy, làm sao để mình hết giận? 2 tuổi thôi. Cho nên quý vị thấy không, đừng có nghĩ rằng mấy duyên đứa nhỏ nha. Cho nên Phật nói trong kinh nó có 4 thứ không thể coi thường. Một là một đứa nhỏ. Nếu mà đứa đó là thái tử đó, không nên coi thường. Tại vì nó là minh quân, nó là vua. Thứ hai là một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn đó có thể có độc cắn mình chết. Ba là một đốm lửa. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy rừng, trụi hết. Bốn là một ông thầy tu nhỏ. Một chú tiểu đó mai mốt có thể là một hòa thượng, một pháp sư. 4 điều không nên coi thường. Thì cái đứa nhỏ nó hỏi Pháp Hòa: chứ làm sao để mình hết giận? Hậu duyên nó vậy rồi. Em hy sinh rồi. Rồi quý vị thấy ha. Ngày hôm qua chiều á, có một đứa nhỏ khác, Pháp Hòa nghĩ nó khoảng chừng 9 tuổi thôi, tới nó hỏi Pháp Hòa một câu hỏi: thầy ơi thầy, làm sao để ba mẹ con sống với con hoài mà không có chết? Nói vậy đó. Thì Pháp Hòa đâu có nói gì khác hơn được. Không lẽ nói đừng có mơ. Xưa rồi diễm. Thưa đại chúng, mình nói câu đó với một đứa con nít á, thì Đức Phật gọi cái đó không phải là thế giới tất đàn. Thế giới Đức Phật có dạy 4 pháp thành tựu, trong đó có một cái gọi là thế giới tất đàn. Nghĩa là thế giới ta nói vậy, thế giới ta nói vậy, mình phải nói vậy, gọi là thế giới tất đàn. Con người ta nói vậy, mình nói vậy, gọi là vị nhân tất đàn. Ví dụ như cái này ta gọi cái chuông, thì mình kêu là cái chuông, chứ mình kêu cái khác ta không chịu. Đề vị nhân tất đàn. Quý vị hiểu chữ chữ tất đàn là gì? Là thành tựu. Thì khi mà đứa con nít nó hỏi: thầy ơi, làm sao ba con sống với bà ấy, với con sống với con mà không chết? Thì Pháp Hòa mới nói: con có thương ba không? Con có thương mẹ không? Dạ thương. Vậy thì con làm những gì cho ba mẹ vui? Ba mẹ vui là ba mẹ sống hoài không chết. Nhưng mà thật có phải vậy không? Không. Nhưng mà với cái đứa nhỏ đó mình không thể nói hơn được. Không thể nói hơn được. Cách đây khoảng chừng 10 năm thì có một đứa nhỏ đó, nó đi khóa tu. Nó đi khóa tu xong nó khóc suốt cả ngày. Thì kêu nó lên, nó mới nói rằng: con sợ ba mẹ con chết, chị em con chết, rồi con không có cơ hội con gặp được họ. Next life mình có được meet ba mẹ mình nữa không? Nếu mà bây giờ Pháp Hòa mà nói một chân lý cho nó nghe, một đứa nhỏ đó, thì không thể được. Pháp Hòa mới nói: rồi, kêu ba mẹ lên, hết gia đình con lên. Pháp Hòa biểu quỳ ở ngay chánh điện á,
Quý vị biết cái sợi dây ngũ sắc á, dây mà năm màu mình hay cho mấy đứa nhỏ đeo. Phong Hòa phát cho cha mẹ nó ngượng dây, phát anh em nó ngượng dây qua nó rồi, thầy cột gia đình con lại hết rồi đó. Con đi đâu cũng nhìn ra năm dây này là biết family. Hết khóc. Bây giờ là đang học bác sĩ. Giờ nó lớn rồi. Khi nó lớn rồi, những cái lời hồi nhỏ nó nói đó, nó nghe nó phân nì phải không? Và nó nói thầy hồi đó nói nó. Bởi vì Pháp Hòa nói như vậy là ở trong này có một câu hỏi. Nãy Pháp Hòa học đọc kỹ nhưng mà lướt một câu thôi. Mẹ con dụ con đi quy. Và câu kế nữa là mẹ con dụ con đi quy y và nói với con rằng khi con quy y xong rồi chuyện gì con cần con réo Phật, Phật phù hộ hết. Và câu hỏi của nó là thầy ơi mẹ con có phạm tội nói dối không? Chuyện đó lát điều tra. Nhưng mà thưa vậy chúng, mẹ nó có phạm nói dối không? Có không? Có không? Tại sao có? Vậy là Pháp Hòa nói dối với nhỏ rồi. Cái đó không phạm tội nói dối, mà phương tiện độ người. Bởi vì đứa nhỏ đó nó chưa hiểu được sống chết, mà nó thương ba mẹ nó, nó muốn đời nào cũng được gặp ba mẹ nó. Cho nên mình mới nói nó yên tâm, thầy cho con dây này là con có thể nhận diện được ba mẹ con hết. Thầy cột ba mẹ con lại với gia đình con rồi, lúc nào con đi đâu cũng có ba mẹ với con. Lời nói đó không thật, nhưng mà nó rất đúng thời điểm mà đứa nhỏ đó cần cái đó. Một Phật tử phát tâm quy y cũng thế. Có thể người ta, nó nhỏ nó chưa hiểu, nhưng mà nó hiểu là Buddha bless you, so you take this ceremony là Phật phù hộ mình. Nhưng khi nó vô, nó nghe rồi, nó hiểu rồi thì nó sẽ hiểu cách khác. Hồi nãy giờ quý vị nghe Pháp Hòa nói Pháp quy y bằng tiếng Anh, quý vị đâu nghe câu nào Hòa nói là quy y để Phật phù hộ đâu. Nhưng mà mẹ nó làm cái phương tiện dẫn nó tới. Rồi khi nó vô, nó ngồi đây, nó nghe được chân lý của quy y là khác. Hôm qua có một đứa gái, nó chạy tới Pháp Hòa, nó chắp tay, nó nói thầy, thank you for lecturing us, thank you for giving me know more about the truth of Buddhism, chân lý của Đạo Phật. Cho nên á, quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa không? Một đám con mà ở trong nhà lửa không chịu chạy ra. Rồi ông già mới nói các con ơi ra đây đi, ở đừng ở trong đó nữa. Ra đây đi, cha có rất nhiều đồ chơi. Xe dê, xe hư, xe trâu. Khi mà các con ra nghe đồ chơi, chạy ra khỏi nhà lửa rồi, thì không cho các con những đồ chơi dở, mà cho các con một thứ đồ chơi tốt nhất. Đức Phật đưa ví dụ xong, Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất, người cha đó có phạm tội nói dối không? Ngài Xá Lợi Phất nói không. Nhẫn đến khi các con ra khỏi nhà lửa rồi mà cha không cho đồ chơi cũng không có hề lỗi, bởi vì cha đã phương tiện cứu các con ra khỏi nhà lửa là mừng rồi. Còn đằng này chẳng những cho nó ra khỏi nhà lửa mà còn cho nó một đồ chơi tốt nhất nữa, thì cha này quá từ bi. Đức Phật nói Như Lai cũng thế. Chúng sanh đang chơi giỡn trong nhà lửa của ba cõi mà không hề hay biết. Cho nên Như Lai mới đưa ra ba phương tiện: Trung thừa, Tiểu thừa, Đại thừa. Để làm gì? Để cho các vị nghe có pháp này pháp kia để ra khỏi. Thật ra giống như mình bây giờ vậy, nếu mà có một pháp thiền thì mình không hết lòng. Cho nên nào là thiền, nào là tịnh, nào là mật, thế này thế kia, để đưa mình ra khỏi cái chỗ khổ đau đó. Ví dụ như một cái cô đó, cô khổ quá, thì bây giờ mình nói pháp cô đâu có nghe được, tại cô khổ quá mà. Thì bây giờ nhờ trển thôi, chứ mình nói nghe. Cô ráng niệm Phật, tụng kinh, Phật phù hộ cho cô. Thì khi cô đem hết tâm, cô nghĩ Phật phù hộ, cô đem hết tâm vô cô tụng, cô chú tâm vô cái đó, cái cô quên những cái khổ kia, cái khổ nó giảm. Rồi trong khi cô nghe tụng kinh, cô hiểu được chân lý của vô thường, của các pháp thay đổi, tâm con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, vân vân. Cô ngộ ra từ từ,
cô tu đạo được, cô hiểu được. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là tất cả những gì chúng ta gặp trong cuộc sống này, quan trọng là chúng ta đủ năng lực chánh niệm để chúng ta chuyển đó, chuyển cái cách nghĩ của mình để làm sao từ cái duyên này mà nó ra cái duyên khác nữa. Pháp Hòa ví dụ như mình dở nồi cơm ra thấy nồi cơm sống, đóng lại cái rầm rồi chửi bới, cơm vẫn sống mà gia đình tự nhiên nó mất vui. Cơm sống xới bớt ra, bởi vì nó quá nhiều gạo ít nước chứ không có gì hết, bớt ra đi rồi xới nó lên, rưới nước sôi bấm lại, nồi cơm này chín, cái nồi dư lại một lát mình nấu tiếp, còn không bắt lên lò nấu, còn không nấu cháo, thì cũng là cái duyên cơm sống. Nhờ duyên cơm sống ra được hai duyên, duyên nồi cơm, duyên nồi cháo, phải không? Thật ra mình ăn thua cái cách mà mình tư duy. Vậy thì khi chúng ta hiểu được các duyên thì nguồn vô minh nó giảm. Mà mục đích tu theo Phật là gì? Để trí sáng, vô minh giảm. Mà vô minh không thể giảm nếu chúng ta không biết quán nhân duyên. Mà nhân duyên là chúng ta nói thời tiết, con người, hoàn cảnh. Đó, trưa hôm, mặc dù hôm nay nếu mà lạnh như ở Canada, nếu mà mưa ướt, không cách nào chúng ta ngồi đây được. Thì bây giờ cái duyên mặc dù nắng khó chịu, nhưng mà chút rồi nó sẽ hết, và khô ráo nó vẫn còn đó để chúng ta tiếp tục được cái sinh hoạt của mình. Cho nên trong cuộc sống, con người, thời gian, sự việc đều giúp cho mình quán duyên hết. Tại sao biết nhiều người mình không gặp gặp người này, vậy có phải là duyên không? Đó. Rồi tại sao bao nhiêu thầy mình không có nương tựa, mình nương tựa thầy đó, đều là duyên hết. Mà nếu mà mình không thấy được cái đó thì tự nhiên mình phiền người này, mình giận người kia. Tại sao bao nhiêu người, bà đó cũng nói bao nhiêu người mà tao không giận mà tôi giận? Mình nói tại tôi khó tính. Bà đó nói tôi không được, bà nói ai nó kệ bà, nói tôi là không được. Thì đây có bà đó là duyên cho mình để mình thù thắng bằng ở cái chỗ nhẫn nại của mình. Đó, thì Pháp Hòa nói sơ trước với đại chúng như vậy. Một cái cách tu nữa để đại chúng hiểu Pháp là gì. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Có Pháp Hòa thường nói đó, có Phật Pháp là có phương pháp. Mình có Phật Pháp trong tay thì nhiều phương pháp để tu tập chuyển hóa lắm. Đại chúng nghĩ coi, cuộc sống này mà nếu mình cứ cứng ngắc một chiều, mình không biết quyển chuyển tùy duyên gì hết á, mình không nuôi gia đình mình được tới bữa nay đâu. Gia đình mình không sống tồn tại tới bữa nay đâu. Chứ mình cứ theo một cái mình cách mình làm đó. Hay là ai chọc mình giận rồi là mình nghỉ chơi người đó, mình xóa sổ người đó, cả đời này chắc không có bạn. Tại bạn nào mà không từng làm cho mình buồn bằng một lời nói, một hành động. Cho nên có những đứa nhỏ nó vô khóa tu á, nó làm sai mình la nó xong rồi, mình rầy nó rồi, hôm khác nó gọi lên chùa Pháp Hòa vẫn biết nó là ai. Rồi lần nó nói thầy không có giận con hả? Nó tại sao thầy phải giận con? Thì trong khóa tu con làm sai, đúng rồi, con làm sai thì thầy sửa con, đó là bổn phận của thầy. Nhưng mà nếu mà ai trong cuộc đời này thầy cũng giận thì thầy không bao giờ có một người bạn nào hết. Thì con phải tập như vậy, người nào làm đúng con có thể nói, nhưng mà không bao giờ người đó là kẻ thù của mình. Nếu mà kẹt nữa đó, không còn coi nhau như bạn, người thường cũng được, nhưng mà không bao giờ để trong lòng người đó là người ghét, người thù của mình. Vì cái đó là cái khổ cho mình. Tự nhiên cái duyên đông chút đưa vô cho mình, ở trong này cả đời mình không biết tạo duyên đó, và mình đưa cái duyên nhỏ trở thành cái duyên thù thắng hận thù. Nhiều khi cái duyên thù thắng này nó nghịch lại, trở thành ra một cái thù thắng của ghét bỏ, thì không nên. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng sơ trước, khởi đầu cho cái buổi nói chuyện này. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu hỏi mà quý vị đã gửi lên đây. Cho nên em nào nãy hỏi thầy mẹ con dụ con quy y, vậy mẹ con nói là bởi vì mẹ dụ là vì mẹ nói con quy y đi, rồi Phật phù hộ.
Nhưng mà nói ra là Phật phù hộ cũng có đúng chứ. Ví dụ như bây giờ mà con học được pháp, con nhờ cái pháp đó mà con vượt bao nhiêu khổ, có phải Phật phù hộ không? Kiểu phù hộ là Phật cho mình pháp môn để mình vượt khỏi thôi. Ví dụ như giờ mình đang làm toán, tự nhiên ở đâu ai tới chỉ cho mình cái cách làm, mình cũng phải làm, nhưng mà người đó chỉ cho mình cách là phù hộ mình rồi. Đó, mình hay gọi là buồn ngủ mà gặp chiếu anh, đang lúc gặp khó khăn mà có một cái duyên gì nó đến giúp cho mình, đó là quá thù thắng rồi chứ gì nữa. Bây giờ Pháp Hòa hỏi đại chúng đây, có từng đã từng là gặp lúc mình bế tắc nhất mà có một người, một việc gì xảy ra tự nhiên giúp mình vượt không, thì nhớ lúc đó gọi là duyên thù thắng. Còn gặp những cái lúc nào mà cái việc đó nó xảy ra mà lẽ ra mình phải buông đó, nhưng mà nhờ Phật Pháp, nhờ nhẫn nại mình vượt qua được khó khăn này, mình đã đi đến cái duyên thù thắng. Nhưng mà chưa viên mãn thôi, rồi mai mốt lại gặp nữa, rồi lại thù thắng tiếp. Làm sao trong cuộc sống này chúng ta luôn luôn có nhiều cái duyên thù thắng như vậy. Trong nhiều khi mình đi giảng cũng vậy, mình đi giảng mà mình gặp được nhiều cái thuận lợi trong cái những cái lúc đi hoằng pháp hành đạo của mình đó, là mình biết rằng mình cũng có duyên thù thắng đó, chứ không phải bình thường đâu. Trong kinh nói, nếu mình tham bái tham quan bốn nơi Đức Phật, hành đạo ở Đức Phật, khi mình chết sẽ về cõi thiên phải không thầy? Ý nói là nếu mà mình trong cuộc đời mình á, mình được đi qua tới Ấn Độ, mình đi thăm á, một á, là chỗ Phật sanh gọi là Phật đản sanh, hai là chỗ Phật thành đạo gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, ba là chỗ Phật thuyết pháp gọi là Vườn Lộc Uyển, bốn là chỗ Phật Niết Bàn gọi là thành Kusinaga. Nếu đời mình mà gặp đi được tới bốn thánh tích đó thì mình chết mình được sanh cõi trời phải không? Thật ra trong kinh có nói, nhưng mà mình phải hiểu cái ý sâu. Nếu như mà nói rằng ai mà được đến đó mới sanh cõi trời, như vậy cõi trời vắng lắm, tại đa phần không được đi, phải không? Bây giờ ví dụ như giờ mình có sức khỏe mà không có tiền lấy, rồi ngược lại có nhiều người có tiền mà không có sức khỏe sao đi, rồi ngược lại là có người có tiền có sức khỏe nhưng hoàn cảnh con cái gia đình không được đi. Rồi giờ nếu mà nói như bây giờ còn có vấn đề là qua lại dễ dàng, chứ gặp cái thời trước không đi dễ, rồi không lẽ các vị đó không được sanh cõi trời sao? Cho nên cái ý nói như thế này, bởi vì Đức Phật có bốn nơi quan trọng trong cuộc đời Ngài, đó là nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi nói pháp và nơi Đức Phật qua đời. Một Phật tử mà mình đến được đó, tâm của mình chấn động rất nhiều những cái cảm xúc, thì cái đó gọi là động tâm, tứ động tâm. Danh từ chuyên môn gọi là tứ động tâm, là bốn nơi mình được đến là tự nhiên tâm mình trào dâng cảm xúc, tác động vô trong tâm mình. Thì khi mình đến đó rồi đó, thì mình mục kích cái chỗ đó, mình mới thấy được có một cái điều màu nhiệm đặc biệt, và tâm mình sanh hoan hỷ. Bây giờ quý vị nào đi không được á, quý vị vẫn đi được như thường, không cần tốn vé máy bay, vô internet, YouTube, mở YouTube lên. Biết YouTube không? Mở YouTube á, mình mở cái đó lên, mình bấm là hành hương đất Phật, hàng trăm thầy đi, người ta quay phim người ta bỏ trên đó, mình đi tâm mình sanh hoan hỷ. Mình sanh trước hết là mình sanh hoan hỷ với những người được đi, chứ không nên mở lời những người này tổn phước lắm, có tiền đi như vậy, đi du lịch là tổn phước, trong khi đó có tiền tại sao không cho người nghèo. Cái đó mình nói đúng, nhưng mà đúng một chút thôi. Bây giờ nếu mà đi du lịch mà tổn phước á, thì những người trên thế gian này, người ta đi làm năm, người ta có 2-3 tuần đi vacation đó, đi du lịch, đi hưởng cái thời gian người ta nghỉ, không lẽ tổn phước hết sao? Mình không được nói cái đó. Do bây giờ do đi du lịch đi, giờ mà đi du lịch về đất Phật
lễ Phật, tụng kinh, tu hành, với mình đi cruise lên tàu, mình đánh bài, mình chơi đánh nhạc, cái nào lợi hơn? Nhưng mà cho dù người ta có đi chơi như vậy cũng không có gì tội, đó là quyền của người ta, tiền người ta đi làm, ta có quyền. Còn người Phật tử có tiền đi về đất Phật hành hương, đâu có làm gì sai. Suốt thời gian đi hành hương là phải ăn chay à, mặc toàn là đồ vạt hò đồ không à, áo tràng à, không có chuyện mà enjoy trong đó. Mà Ấn Độ có gì để enjoy? Sáng mở mắt ra cũng biết cà ri nằm đâu mà. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thật ra không có gì mà, đó là tâm linh. Cho mình không có nên phê phán những người mà đi hành hương là tổn phước, là phí tiền, tiền của người ta. Thậm chí người ta đi du lịch bình thường mình cũng được nói, chứ đừng nói là người ta đi hành hương như vậy. Mình sanh tâm hoan hỷ là một nè. Cái thứ hai nữa đó, mình không tới được phải không? Tới đất Phật mình thấy đại chúng ta hành lễ, mình chắp tay ngoài này mình hành lễ theo, tâm mình sanh thiện. Thiện là gì? Thiên là khi tâm mình hoan hỷ trọn vẹn với những việc làm của người khác, đó là sanh thiên. Chứ không phải là mình đến đó mình mới được về cõi trời, còn ai không đến không được về cõi trời. Mà nghe thánh tích là sanh tâm hoan hỷ, thấy thánh tích sanh tâm hoan hỷ, mà thấy qua thần thông ngồi ở chỗ mà thấy hết. Bây giờ quý vị thần thông dữ lắm, mấy bà cụ bây giờ đâu cần luyện gì lâu, luyện dứt dương chỉ nè, quẹt chọt nhất dương chỉ. Rồi bây giờ quý vị thấy thần thông không? Mình không cần đi đâu hết mà vẫn biết hết tất cả. Cho nên đó là cái ý Pháp Hòa muốn nói. Khi nào mình thấy việc lành của người, trên căn bản làm lành là sanh trời, sanh cõi trời đó. Mình không làm mà mình sanh tâm hoan hỷ, tùy hỷ với người khác làm, mình tương đồng với cảnh giới đó. Thứ hai, ngồi thiền tư thế kiết già có mở được nguồn năng lượng nào để giúp mình vào định dễ hơn những tư thế khác không thầy? Xin thầy nói về những nguồn năng lượng của thầy. Con cảm ơn nhiều. Có một câu hơi nịnh chút nha. You are the best. Thưa đại chúng, thế nào là ngồi kiết già? Chữ già là tròn, chữ kiết là mình kết lại. Hai cái chân mình kết lại, tréo nó lên trên, tròn gọi là kiết già. Còn mình ngồi á, một chân phải đặt trên chân trái, ngồi kiểu ngồi chân trái, cái đó gọi là ngồi bán già. Bán là phân nửa, kiết là tròn đủ. Còn một cách nữa đó là mình chọt hai cái chân mình vô thôi, gọi là ngồi xếp bằng, giống như quý vị đang ngồi vậy đó. Không, nhưng mà thường thường ngồi thiền á, các vị nam á, ai có khả năng kiết già thì kiết già, nhưng mà người nữ không nên. Xin phép đại chúng và nói, người nữ mà ngồi kiết già lâu á, nó đau hai cái dây chằng, cho nên nó không nên ngồi kiết già, ngồi bán già được rồi. Thật ra đó, ngồi dưới đất có tọa cụ bồ đoàn á, nó giúp cho cái lưng mình thẳng thì cái định mình được sâu. Bởi vì ngồi mà không đau nhất á, thì cái định mình được sâu hơn. Nhưng mà phải tùy theo sức khỏe. Ví dụ Pháp Hòa nói ngồi vậy tốt, cái quý vị đau chân đau cẳng rồi ngồi tréo chân xong rồi về bệnh lên bệnh xuống, nói ông thầy này dạy trật. Trên căn bản thiền là ngồi như vậy, nhưng mà mình phải tùy sức khỏe của mình ngồi thì cái định mình mới có được. Pháp Hòa ví dụ quý vị ngồi dưới đất mà đau quá, quý vị đâu có đủ định để cái đau nó chi phối mình rồi. Cho nên quan trọng là ngồi ở đâu mà mình cảm thấy dễ chịu. Thí dụ quý vị ngồi trên ghế, nhưng mà nhớ là lưng phải thẳng. Cách nào để mình biết mình lưng thẳng? Chồm ra cái ghế một chút, đừng có ngồi hết như vậy nó dựa. Mà dựa cái này á thì dễ định lắm, mà nhập định luôn á. Chồm ra trước một chút vậy nè, để làm sao hai cái lòng bàn chân mình nằm bằng phẳng trên mặt đất là mình biết lưng mình vừa thẳng. Các vị nào ngồi dưới đất á, có một cái gối gọi là bồ đoàn đó, mình chêm cái sống lưng của mình lên, thì khi cái sống lưng mình nó được đẩy thẳng lên á, là tự nhiên người mình chồm ra trước một chút, thì hai đầu gối mình chạm dưới đất, mình ngồi được lâu.
Đó là Pháp Hòa nói là những cách mà người ta chuyên ngồi thiền, mà người ta nhất định ta luyện tập cho được cái cách đó. Còn mình á, thôi tạm thời nó ngồi tĩnh tâm mỗi tối 5-10 phút. Mình không dám nghĩ là mình ngồi một vài giờ đồng hồ. Quý vị ngồi mỗi tối 15 phút cho cái tâm mình định đi. Quý vị hãy chọn cho mình cách nào ngồi dễ chịu nhất. Bất cứ cách nào, vì cái cách ngồi dễ chịu nó mới giúp một phần nào cho cái sự định tâm. Thưa đại chúng, ngồi thiền mà chỗ mũi nhiều cũng không định được, nó cắn hoài sao định. Rồi lúc đó bắt đầu mình phải bắt ấn nữa. Này là ấn nè. Cho nên Pháp Hòa mới hay chọc qua nói mỗi lần đập mũi nó có bài kệ đó: vì tao tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Con mũi nó đậu là mình đánh nó, nhưng mà vì tao tao phải đánh mày, tức là tao đau quá tao phải đánh mày. Nhưng mà khi đánh như vậy là vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Cho nên á, khi mình ngồi thiền á, quý vị để ý ở những cái quốc độ mà quá nóng đó, thường thường á, người ta cũng không ngồi vào những cái giờ hay những cái mùa quá nóng, vì thời tiết nóng oi bức cũng khó thiền lắm. Rồi những cái nơi mà mũi nhiều á, tới giờ ngồi thiền á, người ta căng một cái mùng lớn bằng một cái thí dụ cái chánh điện này nó bự như vậy nè, là người ta căng một cái mùng lớn như vậy, rồi tất cả chư tăng hay mọi người ngồi thiền vô trong cái mùng đó ngồi để make sure là mũi nó không cắn mình. Các sư mà ở trong rừng á, sư nào cũng có một cái mùng hết á. Hồi xưa Pháp Hòa có may cho một sư Thái Lan một cái mùng, bằng cách là mình cắt cái vải mùng á, xong mình may trên này một cái đường gì luồn dây vô, sau đó mình may tròn mình rút lại, nó làm như cái bao vậy đó. Nhưng mà khi mà sư đi vô tới rừng á, sư bung bung cái khúc trên ra chút á, sư mới đưa cây dù á, cái cây dù mà mình chống chống đó có cái đầu móc á, câu cái đó lên thả ra thì cái quạt, cái cánh dù nó tung ra thì nó bung cái mùng đó ra. Ông treo trên cây toàn ten vậy đó, rồi ông vô trong cái mùng đó ông ngồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa có may cho một sư Thái Lan cái mùng đó để ông ngồi thiền trong rừng. Thì Pháp Hòa thưa đó là khi cái hoàn cảnh xung quanh bên ngoài á, nó cũng làm cho mình khó định. Nếu trời oi bức, mũi cắn, vân vân. Cái vấn đề định tâm á, nó cũng phải nhờ những cái duyên khác nữa để nó giúp cho cái nguồn năng lượng định tĩnh của mình. Mặc dù định lực là do mình, nhưng mà mình chưa đủ cái năng lực đó thì cái duyên mình phải cần. Duyên bên ngoài như là thời tiết hay là côn trùng. Vì vậy cho nên á, quý vị cứ chọn cho mình một cách nào dễ chịu mình ngồi đi. Rồi khi mình ngồi lâu rồi đó, mỗi ngày 15 phút thì cái định của mình nó có. Cái định mình nó có đó thì nó giúp cho mình sống chậm. Sống chậm đây không có nghĩa là bắt đầu mình khờ ra nha. Sống chậm đây nghĩa là mình không có dễ phản ứng trước mọi cảnh, mọi duyên, mà mình đủ định tĩnh để mình đối ứng với mọi vấn đề một cách hay hơn. Vì xưa giờ mình hay bị một cái tật là rất là fast react, rất là dễ phản ứng mạnh khi những việc nó đến với mình, mà nhờ cái định lực đó nó giúp cho mình. Câu hỏi thứ hai: tại sao con rất thương ba mẹ? Ba con đã mất được một năm, con còn người mẹ, mà từ nhỏ đến bây giờ con trên 50 tuổi không bao giờ con được một lời yêu thương an ủi của người mẹ. Mỗi lần con làm gì cho mẹ để mẹ vui là mẹ và con đều khắc khẩu. Nói chung giữa mẹ và con không bao giờ có tiếng nói đồng thuận. Nói theo Phật á, đây là cái nghịch duyên của mình. Nhưng mà đừng vì cái này mà mình khó chịu để rồi cái nghịch duyên này nó tiếp diễn ở đời sau. Bây giờ mình chỉ biết là mình giữa mình với mẹ có cái khắc khẩu, nhưng mà trong tâm mình không khởi tâm giận ghét, mà mình nhận cái duyên này. Và mỗi một lần nó đến á, thì mình cố gắng mình kềm chế cái sự nóng giận của mình, cái sự đối đáp của mình, để mình đừng có phạm cái lỗi ở đời này là, xin lỗi, gọi là hỗn hay là bất hiếu. Theo cái đời này mình nhìn á,
lời nói không dễ thương đối với người lớn là không nên. Còn nếu mà duyên không lành ở đời sau là mẹ với mình một lần mình cự lại là kết oán nó xong. Trong kinh đó, Đức Phật đưa một cái ví dụ như một cái nùi chỉ nó rối. Nếu mình lỏng nó ra, mình tháo từ từ thì chỉ này nó sẽ, nó khi nó mở được một cái gút á, một cái mối đó, thì tất cả các cái mối khác nó theo đó mà nó tung. Nhưng mà ngược lại mình hấp tấp, mình ri rịch nó như thế này, không tìm ra mối mà vô tình sao còn siết chặt thêm nữa. Đức Phật có đưa cái ví dụ như vậy. Cho nên chúng ta cũng vậy, không phải đối với cha mẹ không, có nhiều khi mình khắc khẩu với người này người kia vậy đó, nhưng mình biết rằng á, tại sao mà 10 lần nói chuyện là mình khắc khẩu đủ cả 10, thì đây là nghịch duyên rồi chứ gì nữa. Duyên này là duyên nghịch. Nhưng mà nếu như mình không nhịn cái lần này thì duyên nghịch này nó không tới chỗ thù thắng là quá giải. Như hồi nãy Pháp Hòa khởi đầu vậy đó. Mà hãy mình nói lại á, là cái duyên nghịch này nó sẽ đi tới chỗ thù thắng của nghịch, chứ không phải thù thắng của hóa giải. Quý vị nhớ cái điểm đó. Cái gì nó cũng có cái tốt cái xấu. Mà hãy mà mình nghịch lại thì cũng tới chỗ viên mãn thù thắng đó. Mà thù thắng gì? Của sự nghịch. Còn mình nhịn được một lần thì thù thắng của cái sự giải đi cái quan kết. Thì mỗi lần như vậy thì mình nhớ một câu niệm Phật: tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Con có 3 câu hỏi xin thầy hoan hỷ. Tụng kinh cầu siêu cầu an, nói đến nhiều vàng bạc châu báu pha lê mã não vân vân ở Tây Phương cực lạc, như vậy có phải khuyến khích lòng tham của đại chúng không ạ? À? Câu hỏi hay đó, em cũng khoái lắm. Thưa đại chúng, như thế này, nói là khuyến khích lòng tham thì cũng không đúng, nhưng mà cũng đúng. Bởi vì tham nó có 2 loại: tham thượng hay là tham hạ. Thí dụ như mình ham bố thí cũng là tham rồi, nhưng mà này tham hướng thượng. Mình tham làm lành, tham tu cũng là tham, mà tham hướng thượng. Nhưng mà mình tham những cái việc khác trái lý thì cái đó gọi là tham hướng hạ. Người tu tịnh độ á, muốn về cực lạc á, là phải khởi 2 tâm. Một là tâm yểm ly, 2 là tâm hân tịnh. Yểm ly là gì? Là chán ghét cõi đời ta bà khổ, mà thích về cảnh giới an lạc. Thì người đó mới phát tâm dũng mãnh, xả những cái duyên ở ta bà. Còn nếu mà nói về cái người tham mà tham vàng bạc cõi cực lạc mà ráng niệm Phật á, cũng được, tạm nói được, để người đó hết lòng. Nhưng ở đây Pháp Hòa nói cái lý sau: 7 món báo mà cõi cực lạc nói đó, ở cõi cực lạc có vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não đó, 7 thứ báo đó là ý muốn nói rằng ở cõi cực lạc dân ở đó có 7 thứ quý báo. Đó là gì? Đó là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Đó là 7 thứ tài sản của người tu. Mà nó lấy ví dụ của 7 thứ báo để làm biểu tượng. Mình tu á mà không có niềm tin, sao tu? Làm gì mà không tin thì cũng khó làm lắm. Cho nên nếu ai được cái niềm tự tin thì việc làm người đó cũng dễ thành lắm, tại họ tự tin họ làm được. Người nào có cái quý báo là biết lắng nghe. Đa số chúng sanh mình là khoái nói hơn thích nghe. Ai mà nói 1-2 câu nó thôi đó, biết rồi, nó nhiều quá. Mà mình là mói, mình bắt người khác nghe. Im đi để tôi nói. Không biết gì nó hoài, để tôi nói. Cho nên người nào mà biết lắng nghe người khác đó, đó là có một tài sản gọi là văn, văn tài. Hồi nãy là tính tài, văn tài, xả tài. Xả tài là gì? Có được tài sản của sự buông bỏ, vân vân. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, 7 thứ quý báo mà cõi cực lạc nói đó là để dụ cho 7 thứ tài sản của bậc thánh, trong đó là tính, văn, tàm, quý, niệm, định, xả.
Tam á, là hổ thẹn với mình, quý là hổ thẹn với người khác, tự tàm quý tha. Ví dụ như á, mình không có cái bằng nào trong tay hết mà đi đâu cũng nói trời ơi, tôi là tiến sĩ, tôi là kỹ sư gì đó, ví dụ vậy. Cái đó là mình không có hổ thẹn với mình, nói mà mình không sợ người ta, không có tự mình thấy là mình không phải vậy mình đi khoe, cái đó là tàm. Còn quý á, là mình khoe mà ai nhờ đâu, khoe nhầm cái người sát vách mình, khoe với người khác, người sát vách mình biết hết trơn, là mình phải xấu hổ với người khác. Cho nên cái cách mà dễ nhớ hai chữ tàm quý á, bằng cách nhớ vậy nè: tự tàm quý tha. Tự mình phải tàm, mình quý là mình xấu hổ với người ngoài, với người xung quanh mình. Cho nên á, ở đây không phải là cái dụ, mà là nếu nói là dụ là ví dụ để biểu tượng. Còn nếu mà nói về sự tướng dụ cũng được nữa. Thường thường chúng sanh là tu dụ không tu. Bây giờ quý vị thấy không, nếu mà bây giờ có nhiều khi đi quy y mà còn hỏi tên đẹp không mới quy y nữa, nếu tên xấu không quy y nữa, có phải không? Cho nên rồi mới thấy chúng sanh mình á, bây giờ mình thấy là thờ Phật cái chính là thờ Phật, mà ấy Phật xấu đâu chịu thờ, Phật phải đẹp, phải vậy không? Thỉnh một cái chuông, mục đích là thỉnh tiếng chuông, mà tiếng chuông phải thanh mới thỉnh, mới mới mua, mới mới chịu, vân vân. Mặc áo tràng là cái áo tràng là để che thân, mà có một cái áo kate rồi, bữa khác thấy chị kia có vải xoa may đẹp, hỏi may ở đâu, chỉ tôi may chứ. Thậm chí còn mua sắm hai ba cái kiểu này kiểu kia. Cho nên chúng sanh mình vẫn còn ham cái gì? Âm thanh sắc tướng. Nhưng mà mượn cái âm thanh sắc tướng đó để dẫn tu. Mà bây giờ mình ham cái âm thanh sắc tướng trong sự tu hành vẫn đỡ hơn là âm thanh sắc tướng nó ngoài cái phạm vi tu hành. Cho nên nói sao cũng được, nói dụ cũng được, mà dụ tu chứ dụ làm gì đâu, không giống như nói là anh tới đó đi, mà nhiều Phật tử hỏi bây giờ chọn quá coi chùa này ăn ngon đi. Không có sao, lâu lâu mình quán chiếu để mình thấy ở đó, thấy không, chúng sanh mà. Trước kia con thường tụng kinh niệm Phật trước khi đi ngủ khoảng nửa giờ. Từ khi nghe thầy giảng pháp con mê mãi nghe, đêm nào cũng 1 giờ sáng mới đi ngủ. Nhiều khi không kịp tụng kinh niệm Phật nữa, như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Dạ cái này là các em cạnh tranh với Phật á. Thật ra đó, mình tu á, mình có 10 niệm lận mà. Lâm râm mình kêu tên Phật gọi là niệm Phật. Mình nghe pháp để mình ứng dụng, mình hiểu biết, mình tu là niệm pháp. Mình có 10 niệm nhớ không? Pháp Hòa nhắc hoài đó. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hưu tức, niệm sổ tức, niệm vô thường, niệm chết. 10 niệm, mình muốn niệm nào mình niệm. Niệm là nhớ nghĩ. Niệm là nhớ nghĩ. Hôm nào mình đau khổ quá niệm Phật không được, lấy pháp ra nghe. Nhờ bài pháp đó nói xong, tâm tư mình cởi mở, tương đồng với bữa niệm Phật. Bởi vì giáo pháp mà giúp cho mình giải thoát được khổ đau trong lúc đó là niệm pháp. Còn khi nào mình bình thường mình hành trì giờ niệm Phật là mình niệm Phật. Rồi bữa nào mình giận tức nó quá, mình muốn ăn thua đủ, giờ Phật của không linh, pháp của không linh, niệm vô thường. Thôi sống nay chết mai, thời đâu mà hơn thua. Cái đó gọi là niệm vô thường, phải không? Rồi bây giờ nó hơn mình tiếng, người ta lôi mình đi, không, đừng có lôi tôi, để tôi nói cho nó hiểu biết. Hưu tức, thôi đi, thôi đi, niệm hưu tức. Cuối cùng là niệm chết. Niệm chết là gì? Đời người ai cũng chết. Lấn cho nhiều, dành cho dữ, cuối cùng đút vô kia 6 tiếng hồ sao ra còn hủ. Trời ơi, vậy mà, vậy mà gì đó, kiếm chỗ để cốt mà còn phải dành nữa. Cho nên chúng sanh mình sống là dành từ sống cho tới chết. Có nhiều người là muốn chôn chỗ nào cho nó có gì, giờ lại gì đó phong thủy ha, tả thiên ơi, thanh long hữu bạch hổ. Cho nên bây giờ vị Phật tử này là trước kia niệm Phật mà giờ nghe pháp mê, yên tâm đi, đời vô thường, mê lát hết mê.
Thôi nhưng mà giữa cái mê nghe pháp với một cái mê nghe nhạc, thay vì nói phải gì mà câu này mà nói ngược lại là em buồn á. Đó, nói trước kia con niệm Phật, bây giờ con mê Tuấn Vũ, con mê ai đó hát nghe tới nửa đêm là không được. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa cũng nói như thế này, thôi bây giờ ráng làm sao mình chia đều thời gian, giờ nào nghe pháp thì mình nghe, giờ nào mình tu tập thì mình tu tập. Bởi vì cái giờ niệm Phật là giờ hành trì. Mai mốt quý vị nghe cái bài Pháp Hòa giảng mới đây ở Boston đó, sự hành trì hàng ngày. Xưa nay á, mình trong cái vấn đề tu tập á, mình thiếu sự hành trì. Mà thiếu sự hành trì thì cái nội công mình không đủ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đi làm về á, quý vị vất hai chiếc dép ngổn ngang vậy đó, quanh năm suốt tháng giống hệt vậy đó là hành trì của mình rồi đó. Bây giờ mình làm lại nè, đi làm về lấy đôi dép để lên kệ, máng cái áo lên, hành trì của mình đó. Vậy thì mỗi tối mà ngồi niệm Phật là hành trì, lại Phật là hành trì, tụng kinh là hành trì. Đệ tử kính chúc thầy pháp thân an lành, rất hạnh phúc khi được diện kiến thầy ở đạo tràng này ngoài YouTube, where I have learned about Dharma with your online lesson. Cái câu hỏi là ở Bắc, miền Bắc Việt Nam có lễ gọi là cắt tình duyên của Việt Nam hay của China, tại sao phải là có lễ đó? Is it custom, tradition or practice? Ở đây thì câu hỏi là ở ngoài miền Bắc ấy, có cái lễ là cắt tình duyên, thì cái câu hỏi là của Việt Nam hay của China? Vậy thì bây giờ chị muốn biết của Việt Nam thì chị vẫn làm đúng không? Của China là khỏi làm phải không? Của ai cũng vậy. Cái lễ đó ở ngoài Bắc Việt Nam mới có, ở trong Nam không có. Và nếu mình nói theo cái gọi là tà kiến thì cũng có thể là một dạng tà kiến. Nhưng nếu mình ở trên cái phương diện tạm chấp nhận để làm phương tiện độ đó, có thể cũng gọi được. Ví dụ bây giờ cái người đó họ đau khổ, tình duyên của họ quá, họ khổ hoài không hết, cho họ vô cái lễ cắt đó là họ tâm tưởng cắt rồi đó, giờ mai mốt đừng có đi đâu cầu duyên nữa hết đó. Yên tâm lo tu. Thành thử ra ở cái phương diện tà kiến thì nó cũng có thể. Nhưng mà đối với một phương tiện, đối với một cái đó, người ta vướng vào cái đó quá đi, thì có thể tạm làm cái phương tiện đó cũng được. Thôi thì bây giờ mình không dám nói đúng sai, chỉ khẳng định một điều, lễ cắt tình duyên không phải của đạo Phật. Nếu mình là Phật tử thì không cần theo cái lễ đó, còn mình muốn theo đó là quyền của mình. Nhưng nhớ cái đó không phải của Phật giáo. Mình chỉ nói vậy thôi, còn mình không dám nói người ta đúng, ta sai, ta gì hết á. Mình là Phật tử rồi thì không có cái lễ đó. Duyên là gì mà tại sao mình phải cắt mà không kết? Trong khi đó biết bao nhiêu người muốn kết duyên mà mình lại đi cắt duyên. Mà hơn nữa, nếu mình gặp duyên không lành thì tại sao mình không cải thiện cái duyên đó mà mình lại cắt? Ví dụ như bây giờ con của mình nè, nó không có một cái good communication với mình, mình với nó cái sự giao thông không có. Không lẽ giờ tăng báo từ nay về sau mẹ với con đừng nhìn nhau nữa, mình cắt duyên? Cô không đúng. Nếu mình là mẹ, nó là con, theo đạo lý là con phải nghe lời mẹ, nhưng mà mình không đủ cái duyên lành để gặp một đứa con gọi là gì, cái gì trong ba loại con đó gọi là tùy sanh hay là ưu sanh, mà gặp nhầm đứa con liệt sanh, thì mình phải nhớ rằng đó là cái duyên của mình với đứa nhỏ đó. Cái thứ hai, mình là mẹ nó, mình phải chịu tất cả mọi cái lỗ lã để làm sao giúp cho con mình nó ở trong cái phạm vi vượt cái khổ, để nó tới mình hơn thua với nó, nó giận mình nó ra ngoài nó sống một cuộc sống buông tha, thì có phải mình khổ hơn không? Thôi thì bây giờ mình nhịn nó một chút để nó còn với mình. Nói chung là mình làm tất cả cũng không ngoài mục đích vì con, dù mình có lỗ hơn với nó một chút,
thì mình đã không tạo cái duyên bất lành với giữa mình với nó. Mà mình cố gắng một chút nữa để cái duyên không lành này nó không đi đến chỗ quá đổi, mà cố gắng cải thiện cái duyên đó. Cho nên nếu mà mình có tu tập, có chánh kiến thì không cần cắt duyên gì hết, phải không? Bây giờ ví dụ như mà đa số ở đây là ta nói chuyện tình cảm đó, chứ người ta không phải nói chuyện khác đâu. Những người nào mà có nhiều lận đận trong vấn đề tình cảm đó, người ta mới đi cắt cái duyên. Nhưng mà bây giờ những người mà có tình cảm và tình cảm đó, đi hỏi hết mấy anh chị, mấy bà con, cô bác mà xung quanh, hỏi duyên chị có thù thắng có 100% không? Người nào cũng sẽ lắc đầu, nó không có đâu em ơi, hàng quảng cáo không à. Đó. Bây giờ quý vị để ý coi, người nào mà không phải cố mà sống, phải không? Thành thử ra ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Đó. Nhưng mà nếu không dập đâu có vui ngày nắng về, đâu có quặn mình đớn đau thì sao hiểu được tình yêu. Rồi cuối cùng chân lý nó hiện ra câu: ôi thôi đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền. Rồi cuối cùng chân lý nằm chỗ đó đó, phải không? Xoay cuồng mãi hoài có gì vui. Mà không có gì vui, chỉ có tu thôi. Cho nên mình không có những cái duyên chồng vợ cũng là tốt để mình làm cái duyên khác. Mình không được cái duyên này không nghĩa đời mình không còn gì nữa, mình lại đưa vào cái duyên khác. Cho nên á, người nào mà mỗi năm mở sổ tử vi đó, coi năm nay có số đào hoa, trời ơi cứ đi kiếm hoài. Còn mà nếu là nói thôi em hết duyên, hết duyên tình cảm thì mình còn muôn ngàn duyên khác. Mà nhiều khi trong cuộc sống mình á, không có cái duyên vướng vấp một người nào đó thì dễ cho mình thực hiện cái chí nguyện của mình nhiều hơn nữa. Bây giờ quý vị thấy nè, mình muốn đi tu mà con cái nó cứ đeo mình hoài, rồi hoặc là cháu chắc nó cứ bu mình hoài, cũng lại duyên chứ gì nữa, khó tu. Còn giờ con cái nói con không có cần má chăm sóc con của con, khi nào con kẹt lắm con nhờ, bình thường má lo việc của má. Đó là nó giảm duyên cho mình để mình được cái duyên thiện lành hơn. Cho nên đừng có nghĩ cuộc đời này á, mà đa số nó ngộ một cái là ai mà mất tình cảm bồ mà bỏ nhau cái cảm thấy cuộc đời như không còn gì nữa để sống hết trơn á. Cho nên hồi xưa ông Nguyễn Bính ông cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thương nhớ người tình xa xôi. Ông Xuân Diệu thì nó thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Cái cặp đó làm mà ăn tiền mình. Xin thầy cho con hỏi, con niệm chú Đại Bi hoài không được, con đọc hoài mà không đọc, đọc không hết. Hôm nay con quy y, vậy con phải niệm Phật mỗi ngày không? Và làm cách nào để niệm Phật cho lưu loát? Niệm Phật lưu loát mà niệm sao? Thưa đại chúng, như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, mình tụng kinh thì nhiều kinh để tụng lắm, không nhất thiết phải tụng chú Đại Bi. Thí dụ bây giờ mình tụng chú Đại Bi, mình cảm thấy mình không thuộc và niệm khó, thì mình tụng cái khác. Ví dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh được không? Cũng được vậy. Vì Bát Nhã Tâm Kinh giúp cho mình khai thông trí tuệ, để nhận thấy các pháp đều là tạm, sắc tức thị không, không thức thị sắc. Cái hình tướng này nè, tạm thôi, không thật. Giờ đẹp vậy chứ chừng 10 ngày 2 tuần là héo hết. Vậy thì sắc này là không, phải không? Rồi khi mà nó thành ra rác, nó vô thùng rác, nó trở thành ra phân bón, nó tiếp tục nuôi cho bông hoa nữa, thì không này là sắc. Khi mình thấy được như vậy rồi thì cảm thọ, hành, thức cũng đều như vậy. Ngũ uẩn mà, con người mình có ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ lấy một cái ra quán trước là quán sắc. Sắc là hình sắc, đúng không? Hình sắc của mình đó, tháng trước thì còn trẻ, tháng sau bắt đầu nó nhăn. Năm rồi tóc không có bạc, mà năm nay bạc hơi nhiều. Đủ thứ hết. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cái bàn này nó từ gỗ, đinh, sơn đóng lại gọi cái bàn. Khi rã nó ra đâu có cái gì gọi bàn. Hoặc là ngay khi nó còn là cái tướng bàn,
chỉ cái nào cũng không gọi là bàn hết, mà gọi là đinh, sơn, gỗ, cái tướng bàn không có. Vậy thì sắc là không, không là sắc. Cảm thọ, tâm hành, nhận thức cũng như thế. Quý vị thấy cảm thọ mình nó thay đổi không? Hồi nãy cảm thọ nóng, bây giờ cảm thọ sao? Chưa, hơi lạnh thôi. Chút xíu nữa, tối nữa là bắt đầu lạnh. Thấy không? Cảm thọ đâu có ở yên chỗ đâu. Cảm thọ nóng, buồn, vui, thương, giận, ghét, thay đổi luôn luôn. Vậy thì cảm thọ này cũng không. Không này là không phải không có, mà là không thật có. Chữ không Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết. Chữ không Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói là không thật có. Nếu nó có thì nó mãi mãi, mà nếu thay đổi thì nó không phải là có. Mà cái có này là tạm có. Thí dụ, một người ngồi đây mặc nhiều lớp áo, hỏi chị lạnh không? Không. Chị không lạnh không phải là không lạnh, không phải trời không lạnh, mà chị đủ ấm. Duyên chị đủ ấm cho nên chị không cảm thấy lạnh. Chứ thật sự thời tiết cũng đang lành lạnh. Không là không với chị thôi. Tại vì chị không nè. Rồi bây giờ chị bớt một vài lớp áo ra thì chị cảm được cái lạnh. Có một cách rất màu nhiệm, chứ không phải là không có gì. Đó, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cũng được thôi. Cho nên quý vị tụng bất cứ kinh gì cũng được hết, chứ không nhất thiết phải là chú Đại Bi. Còn không ai, còn nhiều vị không tụng được gì hết, mỗi ngày cứ niệm Phật. Thấy không? Hoặc là quý vị thuộc một câu pháp, một câu gì đó, quý vị mỗi ngày cứ niệm, không có sao hết. Cho nên đừng nghĩ rằng mình không tụng được chú Đại Bi là mình không làm. Không phải. Tu tập thì có nhiều lắm, nhiều pháp môn lắm, nhiều cách lắm. Quý vị cách nào mà giúp được cho mình đều là tốt hết. Thầy cho con hỏi, sao mình không đọc kinh bình thường mà giống như hát vậy? Em thấy em đọc bình thường mà. Em đâu có đọc cái gì khác đâu. Thưa đại chúng á, bởi vì khi chúng ta tụng kinh á thì nó khác với đọc kinh. Khi mình không có thuộc kinh, mình mở ra, mình nhìn vô cuốn sách thì gọi là đọc kinh. Khi mình thuộc lời kinh rồi đó thì gọi là tụng kinh. Nhưng mà khi mình tụng á, nghĩa là mình có âm điệu. Tại sao phải tụng có âm điệu? Bởi vì chính cái âm điệu đó nó có thể giúp cho tâm của mình trở về với cái giây phút tịnh. Và đồng thời cái âm điệu đó cũng có công năng độ cho người khác. Pháp Hòa ví dụ, một người lên thuyết trình mà thuyết trình nghe buồn ngủ. Hỏi sao kỳ vậy, tôi thuyết trình bình thường. Nhưng mà thuyết trình bình thường người khác buồn ngủ thì âm điệu không có, dễ làm cho người ta chán. Như vậy một người lên thuyết trình cũng phải có âm điệu. Và thậm chí trong khi mình thuyết trình, tai phải đưa lên đưa xuống để làm gì? Để biểu lộ cái tâm của mình muốn nói. Ví dụ nói tôi, ngài chỉ vậy đó. Kia. Cho nên là mình nói chuyện là mình quơ tay quơ chân á, là mình, cái tai của mình là nó biểu lộ cái nội tâm. Cho nên Phật bắt ấn là biểu lộ của tâm. Ví dụ như Phật gặp mình sợ hãi quá, Phật nói đừng sợ, Phật đưa vậy nè. Đây là cái ấn vô úy. Đây là vấn vô úy. Ví dụ như cái người sợ mình, đừng sợ, đừng sợ, mấy cái tay đưa vậy nè, phải không? Đi vô bệnh viện mà thăm một cái bác bệnh đó, trước khi ra về, bác đừng lo nha, bác sĩ đây hay lắm, mình có phước lắm, mình được ở đây, bệnh mà có bác sĩ đưa tay vậy nè, bác đừng lo nha. Bác sĩ hay lắm. Giống như mình không có cái action thì người ta không có cái cảm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tụng á là để đưa cái âm thanh thánh thiện của mình lên thành âm câu điệu để cho người ta nghe, người ta cảm. Ví dụ mình tụng bài sám hối. Con đã gây ra bao lầm lỡ. Con đã gây ra bao lầm lỡ. Tôi nói kia làm cái tư gì. Cái bà kia nói trời làm gì vậy. Nhưng mà nếu mình tụng cái câu đó. Con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy.
Khi mình sướng lên cái người ta nghe nó âm điệu đam mê hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Trời nghe nó vậy ha. Còn nếu mình đứng, còn không mình đứng trên Phật, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hờn giận và si mê rồi con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri bắt đầu đó nguyện làm mới. Bà đã khỏi. Mình tụng nó có âm, phải không? Ví dụ như bây giờ mình đi lên cúng cho mẹ, cúng cho cha, mà nếu thầy đó thấy có cái âm điệu, thấy sướng cái bài mẹ cha gì đó, phải không? Mẹ ơi trời đất bao nhiêu tâm con thương mẹ, bấy nhiêu đất trời trai chú dân trà hiến cúng. Thì cái người đó họ lên rót trà, rót nhẹ nhàng, rồi tâm tư họ nghĩ tới mẹ con dân trà cho mẹ, thì cái âm điệu đó nó dẫn người ta đi vào trong một cái cảnh tịnh. Mà mình làm bằng chánh niệm chứ không phải mình làm bằng một cái hình thức khoe khoang hay là ca hát, nó tùy theo cái tâm của mình. Quý vị thấy người hát phải truyền, người nghe mới cảm, gọi là truyền cảm. Mình hát không truyền sao người ta cảm được. Mình phải truyền tải cái nội tâm mình đi với bài hát thì cái người nghe người ta mới cảm được. Cho nên hai chữ truyền cảm là giữa mình với người chứ không phải mình không. Nói trời cái anh đến hát nghe truyền cảm quá ha. Không, mình là cảm, ảnh là truyền. Thì mẹ mà muốn nói với con á, ê mày đi đâu vậy mày, mày chết bờ chết bụi đâu giờ này mới về. Nó đi lên lầu liền. Chờ con đi đâu mấy ngày nay về mẹ không thấy con, mẹ lo quá. Con ăn gì chưa? Cũng cái câu nói đó, mình chuyển cái cách, chuyển cái tone. Con đi đâu mẹ lo quá, mẹ ngồi mẹ chờ con từ khuya tới giờ. Tự nhiên đứa nhỏ nó cảm xúc, lần sau mẹ đừng có chờ con vậy nên mẹ đi ngủ đi. Hoặc là nó hối hận lần sau nó đi xa, nó nhớ mẹ mình chờ. Mày chết bờ chết bụi đâu mà mới về, thì mày đi luôn đi. Cái âm đó, đó cái tone đó, đó nó dẫn ở trong đầu nó đó. Mai mốt nó đi, nó nói bà già tôi đâu có trông tôi, bà nói tôi đi luôn đi. Quý vị thấy không? Cho nên cái tone, cái cách mình nói nó lưu trong tâm cái người đó, thì người đó mai mốt có làm gì nhớ cái âm đó mà trở về. Quý vị hiểu ý mà nói vậy không? Cho nên tụng là mình âm mình sướng lên. Hồi xưa Phật mà thuyết pháp á, chư thiên xuống rải hoa hát nhạc đánh đàn. Mà chư thiên là gì? Sự hân hoan của đại chúng. Ví dụ như nãy giờ Phú Hòa chia sẻ, đại chúng thấy gì mà hay hân hoan vui vẻ là quý vị đang tấu nhạc, quý vị đang rải hoa, thậm chí lâu lâu quý vị vỗ tay, đó là tán rải hoa cúng dường đó. Đó, chư thiên là về rải hoa cúng vườn là ý nói vậy đó. Vậy quý vị được thông chỗ này chưa? À. Kệ không thông cũng già đại đi. Cho nó hết giờ. Con xin hỏi thầy, con xin thầy thương trả lời cho con. Thương mới nói nha. Thầy có quy y cho vong linh không ạ? À? Nếu có, con xin hỏi làm thế nào để con quy y cho người thân? Thứ hai, nhà con có nhiều ruồi vào mùa hè và các côn trùng trong vườn, làm để con cầu siêu cho các côn trùng này khi mình giết nó. À, kinh tụng cho người chết thì thầy có dư, mà tụng côn trùng thầy chưa có. Nếu mình muốn quy y cho người thân mình đã mất thì mình cũng có thể lên trình với các thầy, đưa tên người thân rồi vào một cái dịp nào đó trong một cái buổi lễ, trong một cái buổi lễ quy y cho chư hương linh thì các thầy có thể giúp cho mình. Còn ví dụ như vị Phật tử này muốn Pháp Hòa làm thì Hòa cũng có thể giúp được. Nhờ khi nào có thuận tiện thì quý vị gặp rồi Pháp Hòa sẽ giúp cho cái lễ đó. Nhưng mà cái đó là để một phần an ủi cho mình.
là người thân mình được quy ký vào trong Phật Pháp. Cái đó là cái tâm lý của mình. Mình tu, người thân mình tu theo. Và khi mình nghĩ tới người đó thì cái giao cảm giữa mình với người đó nó cũng có cái phần tác dụng. Cho nên âm điều lợi hết, chứ không sao hết. Còn cái chuyện mình tụng cho ruồi mũi đó, nói cái này Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mấy bà đi mua gà, mua vịt về mà chuẩn bị cắt cổ đó ha. Cái mấy bà tụng nha: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn, đừng đầu thai con gà con vịt mà ăn dơ ở giấy nghe chưa. Bà tụng xong cái bà làm cái ót. Thôi bây giờ á, thay vì mình tụng cho nó siêu á, nó chưa siêu mà nó oán, trước khi mình xin nó đi. Thí dụ như các vị ra ngoài vườn, các vị nói: các Bồ Tát kiến, ở đây là nhà của chúng tôi ở, không phải là nơi của quý vị trú. Thôi thì bây giờ quý vị ở đâu quý vị đi về đó, ở đây không phải nhà quý vị. Nhưng mà nếu như mà quý vị lẩn quẩn đây hoài mà con cái tôi không có chịu được thì có thể nó sát hại quý vị. Điều đó tôi không muốn đâu. Bây giờ tôi báo cho quý vị, ở đây không phải là chỗ quý vị có thể bị sát hại. Thôi thì quý vị nên từ ở đâu đi, từ ở đâu đến thì quý vị đi về đó. Cái đó cũng là cách tụng, nhưng mà tụng khi nó sống nó nghe. Còn đợi nó chết rồi: I am sorry. Why you here? Có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ. Thì cũng là một cách tụng, nhưng mà tụng khi nó có thể nghe được, mà mình nói bằng cái tâm của mình. Quý vị phải biết rằng á, con chó con mèo mình nói nó nghe, thì con gì mình nói nó cũng nghe hết á. Nhưng mà nó có phản ứng. Con kiến nó nhỏ quá, nó phản ứng mình không thấy, nhưng mà nó có nghe. Với điều kiện mình nói bằng cái tâm của mình, nói bằng cái lòng từ bi thật sự của mình, chứ không phải là nói đơn thuần. Mà nó quớt rồi Pháp Hòa mới nói. Có nhiều vị Phật tử đã gửi mail cho Hòa là cảm ơn, nhờ cái cách đó mà họ đã không giết những kiến, những con chuột, con dế trong nhà của họ. Họ làm, mình nói một lần cũng được, mình nói nhiều lần. Đây là sự thật nè. Ở bên Canada đó, có cái vườn trồng blueberry. Thì người chủ đó có 25 mẫu trồng cây blueberry. Chuột nó cứ đục nó ăn từng cây vậy đó. Thì bữa nọ mấy đứa con quyết định là mua thuốc về để diệt. Thì cái vị đạo hữu đó, ông ra ông đứng ngay giữa cái vườn blueberry, ông nói: các ông tí bà tí, đây là vườn của gia đình chúng tôi, sinh sống bằng nó, chúng tôi sống là nhờ nó. Mà bây giờ quý vị vô quý vị ăn như vậy là quý vị đã hại cho cái đời sống của gia đình tôi. Mà con tôi nó quyết định là nó mua thuốc về, nó thuốc quý vị đó. Mà bây giờ tôi xin báo nha, quý vị ở đâu đi về đó đi. 3 ngày sau mà ai không đi mà chúng tôi phải dùng tới thuốc thì đó không phải lỗi của chúng tôi. Mà quý vị biết không, nói xong rồi 3 ngày sau không còn một con chuột nào trong 25 mẫu đất đó hết. Đó là sự thật ở tại Canada đó. Cho nên mình, cái năng lượng từ bi của mình đó, nó có. Một cái người họ bệnh tâm thần, mình tới ngồi bên cạnh họ với năng lượng từ bi, tại sao họ ngồi yên theo mình? Mà một người khác bước tới, họ la hét lên, họ cảm được cái từ trường của họ, của cái người đó, chứ đâu phải bình thường. Một đứa con nít nó violence mà tại sao nó chịu ngồi với mình, mà người khác tới là nó hét lên, nó phải có. Nhiều cái nhà mình dẫn vô nó hét lên, mình đâu thấy gì đâu, nó thấy, nó cảm, vì nó rất là innocent. Con nít nó chưa có bị ô nhiễm gì hết, nó cảm được cái năng lượng ở đó. Cho nên Pháp Hòa thưa vậy để rồi, tại sao mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật, ngoài cái ý nghĩa là mình hiểu ứng dụng, khi mà tâm mình giao cảm vô đó, mình không nghĩ gì hết đó, mình đang tạo cái năng lượng ở trong người mình. Năng lượng đó, cho nãy cô Phật tử mới hỏi là năng lượng đó, cái lực ở trong người mình nó tỏa ra là tùy theo cái sức tu tập của mình. Người nào mà nóng giận nhiều là năng lực nóng giận. Người nào thương yêu tha thứ nhiều là năng lực thương yêu tha thứ.
Người nào mà tâm hỷ xả nhiều, cái nụ cười trên môi và người ta cười rất thật. Có nhiều người nói cái người đó cười có chứ hiểm lắm, cái người đó cười mà con mắt không có từ bi, nó biểu lộ ra hết, từ cái tâm địa của mình nó biểu lộ ra nụ cười ánh mắt. Sao nhiều quá em. À, chúng con biết rằng đến chùa mình chỉ cần biết Phật và theo pháp của Phật, như vậy vào chùa cũng rất là hoành tráng hình thức. Nhưng theo thiện ý của con, chùa dùng quá nhiều thời gian quảng cáo bầu xô, như vậy chúng con vẫn tiếp tục support chùa không? Biết chùa làm quấy mình vẫn support, vậy mình có vô minh không? Thôi mình hỏi mình trả lời luôn đi. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do mình, tùy cái duyên mình nhận. Ví dụ như á, ở nơi đó người ta cần tài chánh, thì nếu mình cảm thông cái mình đứng ở phương diện là đơn giản theo thế gian, một ngôi cơ sở ở đây đều phải có sự chi phí của nó. Nếu mình thông cảm theo cái nhìn bình thường của thế gian thì mình có thể thông cảm được. Còn nếu mình nhìn ở một cặp mắt là xuất thế Phật Pháp thì mình nói chùa cũng làm được cái này, đúng không? Còn nếu mà chúng ta nhìn đơn giản bình thường, chùa là một cơ sở hướng thiện cho con người. Mà muốn cơ sở có thì buộc lòng phần tài chánh duy trì phải có. Thì các chùa phải làm cái gì đó để có cái nguồn tài chánh để ra. Nghĩ đơn giản thì tự nhiên mình có thể chấp nhận được. Còn nếu như không, thí dụ mình không đồng tình, phải không? Mình không đồng tình ở phần nào, mình có thể tạm gác phần đó. Nhưng ở mặt khác, chùa đó có những phần khác mình có thể tham dự, thì mình có thể tham dự được. Cũng giống như Pháp Hòa hay thưa với đại chúng là quý vị đi tìm minh sư vậy đó. Có nhiều Phật tử hỏi sao mình gặp được minh sư đó. Thì Pháp Hòa có thưa như thế này: mỗi một thầy có thể có một cái hạnh để mình học theo. Mình hãy tìm cái sáng ở nơi vị đó, chứ đừng có đi tìm cái sáng trọn vẹn ở một con người, là gì hiếm lắm. Chúng ta chỉ là phần giác chứ chưa giống như Phật là toàn giác. Thì bây giờ á, người nào sáng ở phần nào mình nhận phần đó, minh sư mà. Thì cái vị đó sáng ở cái hạnh nào, mình nên theo cái ánh sáng hạnh đó mình tu thôi. Rồi mình gom hết các bậc đạo sư mình tiếp đó, cuối cùng mình là người lời, là vì mình có nhiều cái nguồn ánh sáng từ các vị cho mình. Còn mình đi cầu một cái vị nào trọn vẹn thì có lẽ hết đời này mình cũng không tìm ra. Quý vị nhớ câu chuyện á, ở bên Trung Hoa có một cái nước tên là Ngũ Đài, chúng ta thường gọi là Ngũ Đài Sơn. Thì người ta thường nói rằng á, Đức Văn Thù Sư Lợi hóa thân ở tại núi Ngũ Đài. Thì có một người đệ tử của ngài Đỗ Thuận bỏ thầy mình chạy lên núi Văn Thù để tìm ngài Văn Thù từ Ngũ Đài. Thì khi lên tới chùa đó mới hỏi rằng con đi tìm ngài Văn Thù, thì các vị trên đó trả lời: ô, ngài Văn Thù không còn ở đây nữa, ngài đi về với phố dưới phố, đi vô ngôi chùa đó chính là ngài Pháp Sư Đỗ Thuận đó. Ngài đệ tử nghe xong lật đật chạy về, không ngờ thầy mình là Văn Thù hóa thân ở trong chùa mình mà mình không biết. Khi chạy về thì ngài Đỗ Thuận đã viên tịch, thì người đệ tử đó cũng mất cơ hội quỳ dưới chân thầy mình để nói với thầy mình: con kính trọng thầy. Thí dụ vậy. Thì qua câu chuyện đó thì Pháp Hòa cũng xin thưa, trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cuộc sống hiện tại, chúng ta cần, rất cần cái cảm thông để cuộc sống mình nó luôn luôn nó tốt. Ai xung quanh mình á, nếu mình đem cái cặp mắt chánh niệm mình nhìn, cũng không phần nào để mình cảm thông hết á. Vì mình có cảm mình sẽ thông, còn mình không cảm được cái gì hết thì tất cả đều bế tắc. Thôi thì bây giờ á, phần nào quý vị cảm thông được thì quý vị cảm thông, không được thì chưa chắc đó là sai. Thôi mình không, chưa đồng tình, chưa ủng hộ được thì ủng hộ phần khác. Còn nếu không làm được thì thôi im lặng chứ không có bài xích.
Lỡ mình phạm cái lỗi mình nói quá cái điều đó mà nó không đúng thì có cái lỗi. Quý vị nhớ một câu như thế này: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh sâu dày lắm, tâm người phàm mình khó mà so được, khó mà lường được. Ngồi đây ai phàm ai thánh đâu biết. Nhiều khi ta ngồi dưới đất vậy mà ta là thánh, mình ngồi trên bàn đây mình là phàm, không biết được đâu. Thành tử ra thôi thì mình học hạnh của Ngài thường bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Thưa Thầy, cho con xin hỏi khi nào Thầy về Việt Nam? Phật tử bên Việt Nam rất mong gặp Thầy. Khi nào Thầy có mặt thì biết lúc đó Thầy đã về. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa không về bằng báo thân, nhưng Pháp Hòa đã về bằng pháp thân rồi. Mỗi người chúng ta có ba thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận hiện tại đây nè, lùn cao mập ốm đó, đây là báo thân. Quý vị nhớ ha, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng đang có cái báo thân. Rồi chúng ta dùng cái báo thân này để chúng ta ứng dụng, ứng xử mọi nơi chốn, mọi công việc. Chúng ta đang dụng cái thân gì? Đa dụng thân hay là ứng thân? Dụng lấy cái báo thân này mà đa dụng. Có phải đa dụng không? Đa dụng lắm. Quét nhà nè, rửa chén nè, làm mẹ nè, làm vợ nè, làm chồng nè, làm cha, làm anh, bất cứ ở đâu, thậm chí vô hãng mình làm thợ, đứng trên bài cái bục mình làm thầy, hướng dẫn cho người khác. Thành thử ra cũng cái báo thân này, nhưng mà mình đã đa dụng được cái báo thân này, thì giây phút nào mình làm được bất cứ việc gì đó, lúc đó mình đang dụng cái gì? Dụng cái ứng thân hay là đa dụng thân? Mình có không? Có. Mà khi mình làm mà tâm của mình đó không buồn, không khổ gì hết, và mình biết mỗi cái đều có niềm vui của nó, cái đó là mình làm bằng pháp thân. Mà pháp thân không có tướng, mà chính không có tướng cho nên mới trùm khắp. Ví dụ bây giờ báo thân Pháp Hòa không có ở Việt Nam, mà cũng chưa, sau 33 năm rồi chưa đi Việt Nam. Pháp Hòa qua đây từ năm 86 thì chưa về Việt Nam. Thì bây giờ báo thân chưa đi, nhưng mà pháp thân Pháp Hòa đã có mặt ở khắp ba miền đất nước. Pháp thân, mà cái pháp thân không có tướng cho nên nó trùm khắp. Còn cái gì có tướng thì nó còn hạn hẹp. Ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa, cái báo thân của Pháp Hòa nó bị mất ở tại Canada rồi. Pháp Hòa không có ứng ở Canada, nhưng mà Pháp Hòa ứng ở đâu? Ứng ở Mỹ. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái báo thân này nó hữu hạn, chỉ có pháp thân thì sao? Trùm khắp. Bây giờ ví dụ mai mốt Hòa có chết đi nữa thì những cái băng giảng của Hòa nó vẫn còn đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa sau một lát nữa quý vị về, và có thể mình không biết chừng nào gặp nhau, nhưng mà pháp thân Pháp Hòa đã ở trong tâm thức quý vị hết rồi đó. Chiều nay mà về hỏi ổng ra làm sao nói được hết rồi đó. Phải vậy không? À, cho nên phải có pháp thân nhiều hơn là có báo thân. Thôi câu nữa chắc mình nghỉ ha. Cái nào dư mai trả lời ở chùa Bảo Phước. Trong chú Đại Bi, thánh giả là A Lị Gia hay A Rị Gia? Quán là Bà Lô Kiết Đế hay là Bà Lô Kiết Đế? Nếu mình tụng chú Đại Bi mà không hiểu hết nghĩa, có bị ảnh hưởng đến năng lực của thần chú không? Bây giờ trước hết nói cái phiên âm. Cái câu hỏi là tiếng Phạn á, có một câu là Ariya. Người Trung Hoa dịch chữ Ariya là thánh giả. Thì vị Phật tử mới hỏi á, mình đọc là A Lị Gia đúng hay mình đọc A Rị Gia đúng? Thưa đại chúng, dù là A Lị Gia hay A Rị Gia đều là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Ariya.
Nhưng mà so ra giữa chữ A Lị và A Rị á, thì chữ A Rị nó gần hơn. Pháp Hòa ví dụ, mình đọc là YouTube, vị khác đọc là YouTuber. Vậy thì cũng là chữ đó, nhưng mà giữa đọc YouTube và YouTuber cái nào gần hơn? Tại sao nói YouTube gần? Tại mình đọc theo tiếng Mỹ. Mà nếu mà người ta phiên âm từng chữ là YouTuber, rõ ràng mà, phải không? Thì thưa đại chúng, là chữ phiên âm từ tiếng Phạn, thì mình thấy cái âm nào nó gần thì mình nói. Ví dụ như á, ở ngoài Bắc là đa phần đọc chữ lị. Ví dụ như là tu lị, tu lị, thay vì mình đọc là tu rị, tu rị. Thật sự lị hay rị gì cũng là phiên âm thôi, nhưng mình tìm cái âm nào gần thì mình đọc. Ví dụ như là thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Bởi vì tâm, cái chữ đà ra ni á, nó gần hơn, vì cái chữ Phạn của nó là đà ra ni, và mình đọc là đà ra ni nó gần hơn, thay vì mình đọc là đà la ni cũng được. Nhưng mà nếu mà cái chữ phiên âm tiếng Phạn là đà ra ni mà mình đọc lại là đà ra ni và đà ra ni, cái nào cũng gần. Ví dụ quý vị đọc nè, Nam mô Buddhaya, hay là Nam mô Buddha, Nam mô Buddhaya, mà mình phiên âm lại là Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia. Trong cái mấy cái bài thập chú mình hay tụng Nam mô Phật Đà Gia, Nam mô Đạt Mã Gia, Nam mô Tăng Già Gia, thì ba câu đó là phiên âm từ tiếng Phạn: Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và Sanghaya mình đọc là Tăng Già Gia, thấy không? Cho nên á, bây giờ nó là Tăng, quy y Tăng, mà chữ Tăng đó là mình đọc phiên âm, chứ còn cái chữ nguyên thủy của nó là Sangha. Sangha mà nếu nói cho đủ là mình phải nói sao? Sangha phiên âm là Tăng Già, còn mình kêu Tăng con chữ một à, thì nó không đúng, nó không đủ. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường có cách nói tắt, Phật Đà mới đúng, chứ không gọi là Phật. Phật là mình nói gọn một chữ, còn nếu nói đúng chữ là Phật Đà, bởi vì phiên âm từ chữ Buddha. Buddha không phải là tiếng Phạn, không phải là tiếng Mỹ. Buddha là tiếng Phạn, mà tiếng Mỹ không có từ đó, cho nên đưa Buddha vào trong từ điển luôn là Buddha. Và chúng ta bây giờ đọc và cứ nghĩ tiếng Mỹ Phật là Buddha, nhưng mà thật sự Buddha là tiếng Phạn, mà chúng ta đọc âm lại là Phật Đà. Dhamma chúng ta gọi là Đạt Mạ. Quý vị kêu tổ Bồ Đề Đạt Ma phải không? Nhớ không? Thì cái chữ Bồ Đề Đạt Ma là mình phiên âm từ Phạn đó, Bodhidharma. Bodhidharma là mình phiên âm là Bồ Đề Đạt Ma. Cây này cây gì? Cây Bồ Đề là mình gọi, còn nguyên thủy của nó là Bodhi. Bodhi mình âm là Bồ Đề, vậy thôi. Mà dịch nghĩa chữ Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Nếu nói theo tiếng Việt nè, cây giác ngộ. Rồi ví dụ như ngày xưa mà Phật mà ngồi dưới cây chuối để thành đạo, thì cây chuối bây giờ được gọi là cây Bồ Đề. Vì Bồ Đề không phải là tên của cái cây, Bồ Đề là nghĩa của chữ giác ngộ. Đức Phật chứng quả gọi là giác ngộ, cho nên chúng ta gọi luôn cái cây đó để kỷ niệm sự chứng ngộ của Ngài, gọi là cây Bồ Đề. Chứ thực tế nó không hề có tên là cây Bồ Đề. Nó không hề có tên là Bồ Đề. Bồ Đề là một quả vị tu chứng, mà Đức Phật chúng ta đã tu chứng ở dưới gốc cây đó. Và cái cây đó nguyên tên của nó là cây Pipala Tất Bát La. Và bây giờ mình không gọi nó là cây nguyên thủy tên của nó nữa, mà mình gọi là cây gì? Cây Bồ Đề, bởi vì kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật. Tại bây giờ nếu mà ngày xưa Đức Phật không ngồi dưới một cây da, mà Đức Phật ngồi cây chuối, cây mít, cây xoài, cây ổi để thành đạo, thì bây giờ mình gọi cây đó là cây Bồ Đề đó. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên rồi bây giờ cái câu thứ hai, Bà Lô Yết Đế đúng hay là Bà Lô Kiết Đế đúng? Cũng vậy thôi, nó là chữ phiên âm, thấy không? Bà Lô Y Tê thì
thì mình đọc là sau đó thành ra cái âm bồ bà lô kiết đế yết đế gì, tất cả đều đọc từ phiên âm. Cuối cùng, nếu mình tụng chú Đại Bi mà mình không hiểu thì năng lực có hay không? Có. Nhưng mà nếu như á, mình dù mình không hiểu nhưng mình tập trung mình đọc, năng lực vẫn có như thường. Ví dụ như quý vị đi học thi quốc tịch á, có nhiều câu mình trả lời chứ mình đâu biết câu đó nói gì đâu. Có phải không? Nói sao mà cho các ông Mỹ ông nghe mình nói, cái ông chấm điểm mình thi là được rồi. Mà ra khỏi cái phòng thi rồi hỏi má nhớ gì không má? Không. Má biết, cần biết má đậu là được thôi. Thì để kết thúc thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Ở bên chỗ Pháp Hòa có một bà cụ á, bà đi học thi quốc tịch mà con phải ngồi dịch. Thì cái ông thủ tướng đầu tiên của Canada đó, ông tên là John A. McDonald. Thì khi muốn cho bà cụ dễ nhớ, người con mới nói má, má nhớ nghe. Đi vô đó hỏi ông thủ tướng đầu tiên Canada là ai, bà không nhớ. Người con mới nói cái gì mà con cháu nhà mình nó hay đi ăn hoài đó, ổng muốn nhắc cái tiệm McDonald á, bởi vì ổng họ là McDonald, tên của ông là John, ông thủ tướng đầu tiên của Canada là John A. McDonald. Bà cụ không nhớ chữ đó, bà nhớ oh hamburger. Cháu mình nó ăn hamburger. Bà đâu có nhớ cái tiệm McDonald, bà nhớ là thằng cháu mình ăn hamburger. Vậy mà bà vẫn đậu được quốc tịch. Tại vì ông hiểu cái ý bà cụ này. Một câu thôi mà đậu. Trước khi đưa ra cửa đây, tôi cho má anh đậu, bởi vì tôi sợ bà nói một hồi nó ra french fries với lại. Một cô khác đi vô thi quốc tịch, nó hỏi quốc khánh Canada ngày nào. Quốc khánh Canada là ngày 1 tháng 7, quốc khánh Hoa Kỳ là 4 tháng 7. Hỏi xong bà không nhớ, bà đứng dậy bà hát bài quốc ca Canada, nhưng mà hát cũng không thuộc nữa, có một câu thôi, oh Canada, vẫn đậu như thường. Mỹ nó hỏi sao bà thuộc, bà nói tại vì tôi coi hockey. Ở bên Canada nó có cái bộ môn chơi hockey á, đánh banh trên băng tuyết á, mà trước khi cái game nó bắt đầu là đều có lễ chào cờ hết. Ghiền coi hockey mà thuộc ô Canada, có tinh thần thể thao của xứ lạnh. Thì thôi thưa đại chúng, câu hỏi còn nhiều, Pháp Hòa xin hẹn với quý vị chiều mai ở tại chùa Bảo Phước, Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi này. Như là Phật như lời hứa là sau khi cái lời cảm tạ này thì Pháp Hòa sẽ cùng với quý vị chụp hình ở đây, cho nên xin đại chúng cứ ngồi bình thản để nghe một Phật tử có đôi lời trước khi chúng ta ra về. Như là Phật xin quý vị hoan hỷ cho xin 5 phút để cho chị Phật tử có đôi lời thưa bạch. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể các cô bác chú anh chị Phật tử có mặt hôm nay, trước tiên con có một bài thơ nhỏ kính đọc lên nhân thầy và để các anh chị Phật tử cô bác được cùng nghe. Tháng 7 Kali nhuộm nắng vàng, Phật tử rộn ràng dạ hân hoan, liên hoa thơm ngát hương thanh tịnh, mừng đón thầy về lúc hạ sang. Hạnh ngộ nơi đây chốn đạo tràng, lắng nghe thầy giảng pháp âm vang, lời từ bi thấm vào tâm khảm, đại chúng não phiền tổng phục tan. Thay mặt cho toàn thể quý Phật tử tham dự buổi sinh hoạt Phật pháp đêm nay, chúng con xin chân thành tri ân thầy đã hoan hỷ ban cho chúng con những lời giáo pháp quý báu, những lời giảng của thầy mà chúng con hữu duyên được thọ hưởng. Chúng con xin nguyện luôn khắc ghi và cố gắng thực hành tu thân và tu tâm
để dần thoát khỏi bến mê, nương về tam quy và chánh pháp. Chúng con xin kính chúc Thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, và luôn mong chờ Thầy trên bước đường hoằng pháp độ sanh, lại trở về San Jose hướng dẫn chúng con trên con đường tu tập. Nhân đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Tâm Xuân và Tuệ Hoàng đã chuẩn bị thật chu đáo cho buổi chiều hôm nay với đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và cơm chay rất ngon miệng. Quả là một công đức vô lượng các anh chị đã gieo duyên cho đại chúng được vân tập về đây, được quy y Tam Bảo và được lắng nghe Thầy thuyết pháp. Xin kính chúc anh chị cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Cung kính cảm niệm. Xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn